Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em đã tới gala để thay dầu cho con xe Spark của em. Và khi mà tới đây thì họ lại dùng cái bàn nâng này để nâng lên chứ không lên sử dụng cái bàn nâng lớn nữa. Thì khi mà tháo lên như thế này họ cũng tháo rất là dễ dàng thôi. Và khi bây giờ em nhìn thấy như thế này thì em có thể là ở nhà các bác cũng có thể tự thay cho con Spark này được các bác nhé. Và cái dung tích của cái con Spark 0.8 này, dung tích nhớt là 2,5 lít các bác nhé. Còn mỗi cái gầm đấy hôm nọ hỏi anh ấy bảo là làm bao nhiêu tiền, bảo 6 triệu rưỡi thôi kệ cứ chạy, mình cũng gọi là bỏ xe ở trong ấy, ở trong nhà nó cũng đỡ hại, xe cứ phơi mưa phơi nắng thì nó nhanh mục, này nó có chỗ che. Bây giờ trời nắng với trời mưa phơi là Không kiểu đi có gì trời rồi trời. mưa xong rồi hơi nước nó bốc vào. Rồi cái dòng này nó lại nhìn dễ mục nữa, cái cao su trên kia phơi nắng phơi mưa thì chả nát, xe nào phơi nắng phơi mưa nhìn cái màu nó bạc hẳn là ngày. Xe máy mình cũng đang bạc. Đúng rồi, phơi nắng phơi mưa thì nắng thì nó mục và mưa thì nó bạc màu, nắng nó cũng bạc. Vâng, và hiện tại con xe của em đã được thay dầu xong. Tổng chi phí chỉ hết 270k các bác ạ. Điện vào đây. Rất là rẻ các bác ạ. Nên các bác nhớ thay định kỳ dầu để cho máy bền hơi nhé.